Nếu em thích một chàng trai thú vị thì anh đây là một thí dụ. Nếu em thích một chàng trai thú vị thì anh đây là một thí dụ. Con mới hỏi trước là thú vị là thú vị sao, có thiệt vậy không, xong rồi cái anh này mới kêu là thì thử đi rồi biết. Chuyện dài là bây giờ anh là câu chuyện của cuộc đời em. Chuyện dài là bây giờ anh là câu chuyện của cuộc đời em. Còn mới nói chứ là cái ngôi nhà đó thì có tấc lớn và tấc nhỏ, còn anh là tất cả của em, còn anh là tất cả của em. Trời đất ơi, cô giáo mà. Tuổi tên, giới thiệu tuổi cho tôi bật ngửa cái nè. Dạ, con xin kính chào cô Hồng Vân với chú Quốc Thuận. Con tên là Lữ Phúc Quốc Vinh. Dạ, năm nay con 30 tuổi, con đang làm IT ạ. Chào Vinh, chào vợ Vinh, giới thiệu đi nè. Dạ, con chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận, chào quý vị khán giả. Con tên là Mai Phương, năm nay con 31 tuổi. Con hiện tại đang là giáo viên tiểu học cho trường quốc tế. Rồi cái cơ duyên nào mà hai vợ chồng gặp nhau nè? Dạ, lúc đó là khoảng giữa năm 2021 á. Lúc đó là đang chuẩn bị cách ly toàn quốc á. Nó là ở nhà lướt Facebook á, trong cái app hẹn hò Facebook á, là mắt được cô này. Con chủ động con làm quen dạ trước hay như thế nào? Cô này là chủ động trước. Tại vì hồi cái lúc đó là con cũng chơi Facebook vậy đó, xong rồi quẹt thì cái anh này có cái avatar dễ thương, đẹp trai lắm, nhìn baby boy. Cái gửi lời mời các bạn, cái khoái ad liền. Dạ. Đó, đứa nào nhắn trước? Con nhắn trước. Tại vì cái anh này ảnh có một cái câu giới thiệu là nếu em thích một chàng trai thú vị thì anh đây là một thí dụ. Nếu em thích một chàng trai thú vị thì anh đây là một thí dụ. Con mới hỏi trước là thú vị là thú vị sao, có thiệt vậy không, xong rồi cái anh này mới kêu là thì thử đi rồi biết. Rồi là coi như là chat. Bao lâu thì mới gặp nhau ngoài đời? Hết giãn cách thì mới gặp nhau. Vậy là 4-5 tháng. Dạ, nguyên đúng rồi. Thời gian dịch là tụi nó chỉ có chat với dạ, nhau thôi đó. Xong rồi trước khi mà chat FaceTime trực tiếp á, là anh này anh có hay gửi mấy cái clip đánh đàn cho con á. Là mình đã thấy rồi đúng không? Dạ. Mình đã chàng rồi. Dạ. Rồi con có gửi cái gì cho ảnh không? Trường của con yêu cầu là cái thầy cô quay một cái đoạn clip để nói lên cái cảm xúc của mình á. Sau một cái năm học mà online như vậy thì sẽ như thế nào. Cái con cũng quay nhưng mà quay chưa có biết ghép như thế nào hết. Xong rồi mới nhờ anh này ghép giùm. À, đây IT mà. Dạ. Lúc là con thấy mà mặt vợ mình ở trong cái video thấy con cảm xúc con sao? Con thấy nó hơi khác với lại cái avatar Facebook chút. Nghĩa là khác sao con? Nó tròn. Nó tròn. Trời ơi, lúc cái dịch ai mà không tròn. Trời, người ta nói ở nhà là chỉ có cái tìm cái gọi là những cái app mà ăn uống để mà thể nghiệm nấu nướng. Bớt tay bớt hình. Hai đứa lần đầu tiên gặp nhau thấy ở ngoài đời á nó như thế nào? Thấy ở ngoài đời thì có một khúc. Con nổi là vợ con cao lắm hả? Dạ không, đề là 1m rưỡi. Mà con tưởng cũng không đến nỗi nào đâu, ngỡ ngàng thiệt. Thế còn con thì sao cô? Dạ cũng bị kiểu anh này lùn quá, không có như mình nghĩ. Tức là mình cũng nghĩ là anh này cũng cao, cao to đẹp trai. Tức là hai đứa mà lần đầu tiên gặp nhau ấn tượng là bằng một chữ lùn thôi. Thôi đó, con bị Covid. Tìm hiểu cái luôn. Ngày mà 28/11 á là sinh nhật con luôn. Là cái ngày con hết bị Covid luôn. Rồi sinh nhật, bữa sinh nhật có cái gì xảy ra không? Ở trên mạng nó có mấy cái câu thả thính đó cô Hồng Vân. Xong rồi cái con cũng bắt chước. Con mới nói chứ là giờ thì đến giờ kể chuyện bé nghe rồi. Muốn nghe kể chuyện không? Con mới hỏi là thích nghe khúc đầu, khúc cuối hay khúc giữa. Cái xong ổng kêu là kể luôn cái kết luôn đi. Với lại có một câu chuyện dài và một câu chuyện ngắn. Thì thích nghe câu chuyện gì? Cái xong ảnh kêu là vậy thì nghe chuyện dài đi. Cái con mới nói chứ là chuyện dài là bây giờ anh là câu chuyện của cuộc đời em. Chuyện dài là bây giờ anh là câu chuyện của cuộc đời em. Còn một cái câu chuyện ngắn á, là câu chuyện về gia đình tốt. Xong rồi cái anh này kêu là sao kể đi. Cái con mới nói chứ là cái ngôi nhà đó thì có tấc lớn và tấc nhỏ, còn anh là tất cả của em, còn anh là tất cả của em. Trời đất ơi, cô giáo mà nói những cái ngôn ngữ vậy sao mấy đứa học sinh tiểu học nó hiểu ta. Cô này chắc dạy văn non dạy văn quá à. Hồi rồi coi như dính luôn đúng không? Bao lâu thì hai đứa làm đám cưới? Khoảng hơn một năm. Thì hai đứa làm đám cưới. Rồi đám cưới xong rồi á, là cuộc sống có gọi là thuận lợi không, hay là có những cái trắc trở gì không, hay là có những cái biến cố gì không? Làm dâu mới trong gia đình thì nó cũng có nhiều cái nó không hòa thuận lắm. Kiểu như là lúc đầu á thì mới về cho nên là mình cũng chưa có quen với lại cái nề nếp sinh hoạt ở gia đình. Ba chồng của con thì làm bác sĩ cho nên là ba đi làm về hơi trễ, nên là gia đình ăn cũng trễ lắm. Thường á là 8 giờ mẹ mới nấu cơm, xong rồi tối 9 giờ mới ăn. Lần đầu tiên cô thấy một cái bữa cơm gia đình mà rơi vào 9 giờ tối đó nha. Do là ăn sớm riết quen rồi cô. Xong rồi cái về thì kiểu cũng hơi khó chịu, là tại vì sao mà ăn cơm trễ như vậy mà nguyên nhà luôn phải chờ,
cứ phải chờ ba về, thì bây giờ mình ăn trước đi rồi ba về ba ăn sao. Nhưng mà chồng kêu là tại vì cái nếp sinh hoạt là như vậy rồi, với lại mẹ kêu là muốn ăn chung với ba cho vui, chứ thật ra thì ba cũng không có muốn như vậy, ba thích là ăn chung sinh hoạt gia đình như vậy thôi. Lúc đầu hay đói, xong rồi cái mẹ cũng kêu là nếu mà đói thì ăn trước đi, chứ không có cần là phải chờ. Thì bây giờ là con ăn một cái bữa đêm là hai cỡ, 6 giờ con ăn, xong rồi 9 giờ con ăn nữa. Bây giờ tới chương 2 là chồng con có cái tật xấu nào mà con vẫn chưa đồng ý? Mê chơi game lắm cô chú. Đó, thấy chưa? Ảnh đi làm về là 5 giờ rưỡi, thay đồ tắm rửa xong là ngồi chơi game. Chơi game xong là tới giờ đi tập gym về, ăn cơm tắm rửa xong lên phòng là chơi game. Ủa, sao cuộc đời nó sướng như ta? Còn con không mệt mắt hả con? À, con không thấy bình thường. Nó quen rồi đó, nhưng mà không được đâu, nó sẽ có hại từ từ đó. Rồi, thật ra giống như chú cô Vân nó ngồi đây cả ngày trời á. Về là xong là chỉ có muốn nhu cầu leo lên giường đấy, cũng không muốn nhu cầu giao lưu luôn á. Không muốn nhu cầu mà bắt đầu xả, vẫn là những ánh đèn như vậy để xả vô khuôn mặt mình nữa. Thì cái mà sao nó làm nó cả ngày mà nó về nó dẫn chơi game được. Cái niềm đam mê của con là chơi mấy cái bộ PC á. Cho nên con thay đổi PC liên tục. Vợ con nói hoài. Rồi thời gian đâu chơi với vợ. Trời ơi. Cứ rảnh là con đi tập gym rồi chơi game vậy. Cả lúc có con thì con giảm bớt rồi. Mê đi tập gym. Mê game nữa. Thôi mê tập gym chấp nhận đi con, cho có sức khỏe. Cái game là phải bỏ đó, nhưng mà mê tập gym thì còn có thể chấp nhận. Nhưng mà trong phòng gym có cái gì á, nếu mà ổng mê khác game nữa đó thì cái đó mới là thật xấu. Đúng không? Dạ. Đó, gì nữa nè? Rất là đam mê đồ công nghệ, tức là ổng có thể bỏ tiền nhiều để ổng mua đồ công nghệ, PC, máy tính rồi này nọ. Nhưng mà lại rất là tiết kiệm cho bản thân của mình, là không có mua sắm gì cho bản thân của mình hết. Để coi là IT game, suốt ngày nó ôm cái máy tính xong về nó ôm cái máy game, rồi nó đi tập gym thì đâu cần mặc đồ chi mà cao sang, mặc đồ thoải mái nhất để tập thôi. Nhiều khi đồ nhà nó mặc một tuần lễ luôn á chị một. Tiết kiệm tới cái mức là một cái quần mà nó mặc mà nó rách luôn cái lưng thun luôn mà không nhất định không đi dục là không đi dục. Gom tiền nó mua đồ máy tính đó con. Tại thấy cái quần nó mặc bình thường không có. Mà chưa cái có cái gì mình hết. Biết suy nghĩ đúng không con? Bây giờ nè, mình bao nhiêu tiền mình gom đồ mua máy vi tính cho bản thân mình, đồ giờ lại còn tiêu xài trong cái quần áo đồ cá nhân nữa thì quá lỗi với vợ con quá nhiều. Cái đó chỉ mặc đi ngủ thôi chứ đâu có cái gì đó. Đi ngủ mà ngủ mặc đồ được mà đâu có cần gì phải mặc cái đồ. Nói cái mốc mà mẹ chồng con kêu chứ là dục cái quần nó đi, kêu nó dục. Đúng mà đi, mẹ chồng kêu là bữa nào nó đi làm nó lén gom hết, dục hết. Dục nó lấy lại con cắt nát đi là cho cô. Cắt cái đáy á nó lủng nó không mặc à. Rồi con mong muốn Vinh thay đổi điều gì? Bớt chơi game lại xíu. Đó, rồi giờ tới con đó, vợ con còn cái tật gì mà con chưa đồng ý, con muốn vợ con thay đổi. Vợ con á là hay soi mói người khác. Là soi mói con mà lúc mà đi khám thai á, mà vợ con đang gắn cái máy để đo cân gò á, mà cũng đi ngang hóng chuyện bà đẻ cái bên. Vợ ba tên gì, nhà ở đâu, làm gì, bệnh gì nghe hết. Khi cái đó thú vui á con, quan sát mọi thứ xung quanh. Rồi còn gì nữa? Là hay bừa bộn hơn con nhiều. Đó, bừa bộn là không được đó. Giống như cái bừa bộn là cái phòng của mới lao là con, cái tính con là hay ưa sạch sẽ. Mà cái phòng mới lao mà đi dép, bình thường sẽ có một đôi dép đi ngoài đường, đi trong nhà. Là con không có cho mang đôi dép đi trong nhà đi vô phòng. Mà đi vào cho nhắc hoài, giờ này vẫn còn. Tại vì vừa đi vừa tám á, bấm thoại nó tám đi vô phòng luôn. Ông này ghê mà này tám. Đó. Cái là lười kinh khủng. Cái đó hả? Cái quen nhau là con mua cho cái thẻ tập tập gym, mà con không tập phải bắt lại người ta. Bắt lại cho người ta luôn. Chăm sóc sức khỏe. Dạ đúng rồi. Lười tập game. Bây giờ mà con muốn vợ ông thay đổi cái gì nhất nè? Chỉ có cái lười đi tập gym thôi. Lúc mà còn yêu nhau á thì cũng đi tập gym chung. Tại con bắt đi á. Con dắt con chạy xe qua nhà bắt đi thì mới đi. Ảnh làm ở Thủ Đức nhưng mà con dạy ở Gò Vấp. Tức là chiều á là ảnh chạy qua bên trường của con, ảnh chở đi tập gym chung. Tới cái mức độ mà ảnh thì ảnh tập gym ở Cali, còn con thì tập gym ở S-Line. Thế là ảnh mua thêm một cái thẻ tập gym ở S-Line nữa để tập chung với con. Xong rồi tới cái lúc đó là tháng 3 hả, tới lượt con bị Covid. Hai đứa cứ thay phiên xây trần vậy đó hả? Covid xong cái con lấy lý do là mệt, không đi tập nữa. Cái bắt thẻ luôn. Nói nghe nè con, rồi có lần nào con tỏ tình với vợ con chưa? Con tỏ tình với vợ con không, mà không chính thức thôi. Có nghĩa là gặp mặt ngoài đời chưa đó? Hay chưa? Đó thì là tỏ tình qua video không call. Được không được. Nhân tiện hai vợ chồng đang đến với chương trình này, quay ngược thời gian lại cái thời mà các bạn con đó chinh phục cô ấy. Đúng rồi. Tỏ tình với cô ấy, hai chồng luôn. Qua mấy cái ngày tháng mà mình nói chuyện online á thì anh cũng có hiểu hơn về em, tình cảm với em. Em có đồng ý làm bạn trai của anh không?
quay về vậy gì gái. Em có đồng ý là bạn trai anh không? Nói lại 2, 3. À, em có đồng ý làm bạn gái của anh không? Không. Không. Hả? Chị muốn làm vợ thôi. À, hay quá. Vợ hay quá. Hôm giao cái nào, hôm giao cái nào. Rồi. Mời em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Nguyễn Phạm Kim Trung, là giáo viên dạy cấp 2 ở Phú Giáo Bình Dương. Còn em? Dạ, em tự thiệu là em tên là Dương Vương, năm nay 24 tuổi, cũng là giáo viên tiếng Anh ở Phú Giáo luôn. Tức là hai bạn này là coi như các bạn sáng nay là từ Bình Dương lên. Dạ, dạ, từ Bình Dương lên. Dạ. Quý hóa quá, cho một tràng pháo tay nào. Ôi, thay mặt chương trình cảm ơn hai vợ chồng em rất là nhiều. Hy vọng là trong cái buổi tiếp xúc này chúng ta sẽ có một cái buổi trò chuyện rất là thú vị và rút ra nhiều những cái kinh nghiệm cho các cặp vợ chồng son khác. Thuận à, hình như là các cặp vợ chồng ở xa lên đây á, thì ekip của mình là lo chỗ ăn chỗ ở cho các đúng các vậy bạn, đúng không? Có đầy đủ hết quý vị. Các cặp vợ chồng từ phương xa khi mà đến tham dự chương trình Vợ Chồng Son thì chương trình sẽ hỗ trợ cho quý vị làm nơi ăn chốn ở hả. Rồi bây giờ hai em giới thiệu cho tụi anh biết. Chắc là hai em là đi dạy chung trường và gặp nhau và yêu nhau đúng không? Dạ không, vợ ở đầu xóm, em ở cuối xóm. Biết nhau nhà có đạo á. Thì cũng đi học giáo lý chung, đi lễ chung. Rồi sau đó thì học lớp 1 chung với nhau nữa. Và cũng biết nhau từ đó cho tới học đại học thì cũng học chung trường. Có một cái bài cũng học chung luôn. Trong văn chương ta gọi là thanh mai trúc mã. Rồi sao, ai để ý ai trước? Dạ, hồi đó thì cũng con nít thôi. Thấy con vợ thì cứ tròn tròn cũng mỉm, cũng dễ thương lắm. Hồi mấy anh họ thì thấy vợ dễ thương nó thôi mày ghẹ mày thích nó đi. Cái làm mấy anh cũng chỉ cho cái lớp mấy lớp mấy của lớp 1 luôn á. À. Lúc đó bạn này có thích bạn này không hay là dạ, bạn không? Ghét lắm. Trời ghét căm thù luôn đó. Căm thù luôn, căm thù luôn. Bạn này luôn. Bạn này căm thù bạn này. Vì bạn này hay nghịch bậy đó. Nghịch bậy là sao? Hồi năm lớp 1 á thì mẹ chở đi về bằng xe đạp á. À, lúc đó là em mang một cái đầm, xong rồi có cái nơ ở đằng sau á. Bạn này mới là đuổi theo. Ừ. Đi cái nơ đó là em rớt luôn xuống đất. Trời ơi, bạn thích gì ta mà bạn làm những hành động mà nó bạo lực dữ vậy bạn? Nhiều lần lắm, rồi thêm một lần nữa là đang đi trong sân trường ức nguyên cái sọc rác trong đầu em. Nói chung là cái mối tình của các bạn rất là thú vị ha. Đến khi nào thì em mới theo đuổi mà cua cô này một cách nghiêm túc? Trong là từ năm lớp 8 á là đã biết thư rồi. Biết trong lá thư đó là mình chắc chắn mình sẽ cua được bạn. À, vậy đó, mình nói vậy đó. Rồi còn hung á thì bạn nào hung, bạn nào trước? Hung thì tới hè năm lớp 11 lận. Mấy anh em á thì đi tập thể dục buổi sáng, năm mấy thì đi trong cái con hẻm. Cái anh chở ở sau chạy lại cái nắm đầu lại không phải chạy mất tiêu. Mấy em diễn tả làm cho anh không hình dung được. Bây giờ diễn tả với nè, đang chạy quá. Dạ. Nhưng mà nè, khi mà ở cái độ tuổi đó tụi em yêu nhau vậy thì gia đình có biết không? Em biết thư là hai gia đình đã biết rồi. Mà nhỏ là hay nghịch dại cho nên là ba mẹ không có thích. Là cấm. Với lại lúc đó cũng đang còn nhỏ nữa. Rồi bên gia đình em thì sao? Cũng nói học không là học mà thương gì. Rồi sau khi tụi em học đại học thì cái tình yêu là như thế nào? Thì cứ mướn nhà trọ thì hai phòng đối diện nhau. Từ đó hàng xóm gì đó thì cứ qua lại nấu cơm rồi ăn chung, rồi ai bệnh tật thì kia thì qua giúp, thì từ đó tình cảm nó mới lớn đấy dần lên. Yêu bao lâu thì mới cưới nhau? Dạ 10 năm. Chắc chắn là trong cái giai đoạn mà đám cưới thì chắc không có gì khó khăn đối với các em đúng không? Cái đó vợ kể vậy. Chung kể chung. Là cái thời gian mà còn nửa năm nữa là đám cưới á. Cái lần đó là ảnh tới nhà em chơi, cái vô tình là mình bật điện thoại của ảnh lên, bật mạng lên thì tin nhắn của cái cô đó đến mà gọi anh này là ông xã. Trời ơi rồi. Thì lúc đầu là anh cũng hùng hổ lắm. Như kiểu là anh đây là vô tội, không có chuyện gì rồi, hết. Đúng mà. Nói chung là em không biết nói gì luôn. Quyết định là em đòi chia tay với anh này. Em không rồi em làm gì để níu lại? Cái bà xã giận lên, bà xã khóc quá trời luôn, thì cứ năn nỉ rồi hủy Facebook của bạn kia, rồi xóa xóa, nói chung là không còn một không cái dấu tích của bạn đó. Rồi hết trơn á. Kể từ đó về cho đến khi đám cưới luôn là không bao giờ là ảnh không còn cái thói đó nữa đúng không? Dạ là hiền luôn rồi đó. Làm gì có hiền không? Anh có thích nói chuyện với con gái không? Nói chung là bạn này có cái tật là gà đằng với gái, thích chát chít với con gái. Thì đâu có chuyện gì để chát với con trai. Con trai đâu có chuyện được, con trai rồi. Tại vì em không có nhậu. Mình mấy lần mình không nhậu nó không có gọi được. Nó trời không gọi thấy nữa. Thương quá. Đó thì cứ tin tiếng gái là ạ. Thành ra là cái này nó ngang theo em thì đó. Anh nghĩ là nếu mà không ai đi chơi với con trai á, không có nhậu được thì thôi nên với con gái. Nó dễ anh hơn. Này nguy hiểm lắm. Con gái chuyện nhỏ nhặt nguy hiểm hơn nữa. Thôi giờ coi như cái chuyện đó là coi như dĩ nhiên phải qua hết rồi tất cả thì hai đứa mới thành vợ thành chồng được đúng không? Dạ. Vậy thì bây giờ anh hỏi nè, sau khi mà cưới nhau về, ông này ông có lòi ra mấy cái tính xấu không? Bê bối hơn lúc mình quen. Bê bối. Dạ. Lúc mà hồi mới quen á thì ủi đồ á là vẩy vẩy nước lên, ủi thiệt thẳng như là cái ly quần nó thẳng còn hơn là con gái ủi nữa. Thì em nói sao mà cái anh này kỹ biết mốt về ở nổi không?
Vậy mà tới khi mày lấy về rồi, ôi trời ơi. Bảo là sao bây giờ bối. Anh lấy vợ rồi anh bê bối anh khác quá nữa. Chứ anh gọn gàng sạch sẽ quá rồi gái nó nhìn em lại. Rõ ràng, cái đó rõ ràng luôn. Ra đường mà mình chạy chút mình đẹp quá rồi mất công á, gái nó dòm mày bậm gan nữa. Đúng rồi. Thôi cứ bình thường thôi, được rồi. Đẹp trai quá mà. Đó là bê bối rồi còn gì nữa nè. Lén vợ đi coi phim, kêu là anh đi đăng ký thi tiếng Anh xong rồi vậy cái là rủ cái cô đồng nghiệp đi coi phim luôn. Trong khi dở nhà ngủ đi. Wow. Ủa thì ta xuống thành phố ta đăng ký gì hai thì thư ký ở trung tâm nói chuyện với mình thì đi. Đăng ký về sớm không phải về liền. Thì thôi nhưng đi. Cô đi, đó đi, bữa đó đi. Đi làm mà. Đi làm đâu ta xin nghỉ rồi. Cô đó đi làm anh kêu người ta xin nghỉ đi đi coi phim với anh mà. Trời ơi. Rõ ràng là vậy mà. Thì rồi thì đăng ký xong nghỉ cứ có làm gì đâu. Trời ơi. Anh nghĩ là chồng em thuộc tiếp người đàn ông coi như là dễ dễ bị sa ngã. Dễ sa ngã. Cho nên là cũng ga lăng nữa đúng không? Có ga lăng không? Ga lăng quá mức quy định luôn. Quá mức là sao? Có một lần là chở em đi bằng xe máy á, thì đang đi cái tự nhiên gặp cái cô kia xe bị chết máy gì đó. Hắn xe là cái két gì cái xong cái lao xuống giúp người ta luôn còn vợ kệ. Cô đó đẹp không? Dạ không. À cô đó không đẹp. Bình thường à. Cô đó bình thường. Tại tính ảnh là vậy. À nếu vậy hay giúp người thôi, thấy ai bị gì là em giúp bà. Ai hết xăng ngoài đường là em dừng lại em đẩy xe tới nhà. Giúp nhưng mà giúp không vào ai. Không tính vậy thì tốt. Chỉ có cái vụ đi coi phim á thì hơi hơi có cái gì cấn cấn chút thôi ha. Ngoài ra thì sao? Không đi coi phim mà chứ đâu có gì đâu, đi coi phim thôi. Ngoài ra thì ở nhà có gia trưởng có ăn hiếp vợ không? Nó ngược lại dạ, anh cũng có. Thôi ngược lại cho không, anh kể đó. Cũng có gia trưởng anh đừng cãi. Rồi giờ em sao Dương Vương? Mà xã thấy hiền vậy á, thật rất không có hiền lắm. Có một lần là nhớ nhất luôn á là em với lại em ruột của vợ em á là cũng học ở giới luôn là hai anh em chơi chung. Cái là bữa lần đó chọc tức vợ. Cái em cũng hay chọc vợ vừa khóc chọc tiếp cho khóc thêm vậy đó. Cầm ghế, cầm đồ quăng thẳng xuống dưới hai anh em chạy ra ngoài cửa luôn, giọt luôn. Đó luôn. Ghế đó ghế mũ cái cây vậy. Ghế mà ghế nhựa á, cái nhựa mình cái đẩu mình là phang đùng 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 xuống vậy đó. Bao nhiêu cái thùng laptop này kia là quăng sạc 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 xuống phăng hết vậy đó. Trời em hiền dữ vậy đó. Dạ hiền lắm anh, nói chung em thấy vợ em hiền dữ lắm luôn. Dạ. Đến nỗi hai anh em là chạy vô toilet đóng cửa lại luôn. Khi nào mà hết bình tĩnh thì mở ra chạy vô dù ra khỏi cửa nhà đi luôn, hai đi luôn đó. Tao phát thân luôn. Bây giờ còn không? Không có bạo lực nữa nhưng tối về là dạ vậy không à thương quá à. Ủa chung mỗi lần em khóc lên em dữ dằn lắm á chung. Mà sao anh nói không, anh lợi cái em đánh anh em khóc thì em không có nói gì hết nhưng mà nếu mà anh cứ nói thêm nó thêm vô khi mà em tức thì em mới vậy thôi. Thì khóc thì nhưng mình nói thì lại tức lên quýnh thêm thôi im luôn. Anh có cái tật á là mới vừa nói một hai câu bắt đầu trợn mắt lên xong rồi nạt nộ em nên là em mới tức thôi. Ủa nhưng trời cái tật là hay nạt dạ. Em lắm. Em làm giáo viên mà em dạy môn quân sự không sao được. Là không chỉ có em dạy môn vợ thôi à em dạy môn tiếng Anh dạ trợn mắt với vợ nhưng mà ngọt ngào với lại con gái. Còn em trong trường em dạy môn dạ gì? Môn ngữ văn lãng mạn lắm phải không cưng dạ đúng rồi gặp vợ em có lãng mạn không rồi. Dạ với lãng mạn không có sao không có nữa có gì kể ra luôn đi. Bây giờ muốn lãng mạn cũng đâu có được đâu anh này anh khô quá như gạch ngói vậy đó. Khô quen ra. Nhau bao nhiêu năm mà có đúng một lần tặng hoa cho em thôi đó là một lần nào duy nhất là đó lần nào và cho đến bây giờ luôn vẫn chưa tặng em một bó hoa. Dạ đúng rồi đó. Tại sao em không tặng tiếp nữa? Không phải mà suy nghĩ tặng hoa về thấy để là cầm hửi thơm thơm rồi em phải bữa sau cái nó khô. Khô cái quăng bỏ là cái tình cảm để trọng cái thành qua quăng tình cảm mình giọt giọt rác. Cái thôi vẫn mua áo quần gì hay mua quà tặng đi, nó thật hơn. Nhưng mà chị hỏi nè, em có biết là vợ em thích hoa không? Chắc cũng biết đó, nhưng mà sau lúc đại học thì vợ không thích hoa nữa. Phải không? Chứ thấy ai bán hoa nó thôi không mua đâu, tốn lắm. Dạ bộ nói vậy có ảnh sao thôi á. Em không biết cái bài mà của Phương Thảo Ngọc Lễ hả? Con gái nói có là không. Cũng thiệt lòng ấy, thiệt tình lắm nghe, không là không à. Trời ơi, nhưng mà bây giờ bữa nay em có hiểu được là vợ em rất là thích hoa không? Dạ, dạ hiểu em, rồi. Em nếu như bây giờ cho em một điều ước, em ước gì? Có khi nào em ước trời giá như bây giờ chồng mình tặng mình một bó hoa, em ước có. Có ước gì đó, thì ước đi, Anh nghĩ chút nữa ước đi. Bây giờ mình nói giờ chuyện ước chia sẻ em tại có vì rồi. Đúng rồi. Đó, tới tội nghiệp không? Nói giờ ước biết không có rồi kìa. Giờ ước không có đâu. Thế xíu bục hiện lên mà. Rồi, nè nghe. Nhà cho em bó hoa. Thối mà. Để cho hoa tự. Đâu em? Không, em thích hoa tươi, không thích hoa này. Vô đây tôi chỉ cho. Vô đây nè. Vô đây, nghe. Rồi, em nhắm mắt lại đi. Anh tặng em. Trước tiên thì Quốc Thượng muốn nói là đây là bó hoa không phải là của chương trình chuẩn bị trước bó hoa này để cho Dương Vương, mà đây đó là một bó hoa của chính Vương. Lần từ lúc quen nhau giờ tặng một bó hoa thôi thì vợ cũng nói nhiều lần như vậy thì cũng thấm ra là thôi nhân dịp chương trình này thì chồng cũng mua một bó hoa tặng cho vợ. Sau đây thì sao? Không phải là hai lần mà sẽ là nhiều lần nữa. Đúng rồi. Vợ nói điều gì với chồng đi. Nói chung là hôm nay em rất là bất ngờ với cái bó hoa này thì cũng cảm ơn chồng và mong là
từ giờ cho đến suốt đời sẽ có nhiều bó hoa giống vậy. Giờ lãng mạn quá. Làm gì nữa đi kìa chồng. Trời ơi. Để bày tỏ tình cảm của chồng đối với vợ thì chồng sẽ tặng hoa hồng. Hôn ta mà không hôn lại hết trơn đó. Đó, cái chưa giận á, giận á. Này là gài kèo. Hy vọng rằng cái nụ hôn này nó không chỉ xảy ra, không diễn ra ở trên sân khấu này, mà nó sẽ còn tiếp diễn hàng ngày của Trung và Vương. Và thay mặt chương trình, chúng tôi xin chúc cho cặp vợ chồng của bạn sẽ mãi mãi yêu thương nhau bền bỉ như hôm nay. Dạ. Cảm ơn tụi em. Hai vợ chồng ở đâu mới đến đúng không? Dạ, con ở quận 6 ạ. À, ở Sài Gòn luôn. Ở Sài Gòn luôn? Dạ. Tưởng đâu miền Tây lên. Chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Con tên là Nguyễn Quốc Khánh. Con năm nay 33 tuổi, con cũng Sài Gòn luôn. Sài Gòn. 33 tuổi xin mừng anh chị được rồi. Dạ. Mình chào lại đi, chào anh chị đi. 2, 3. Dạ, con chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Dạ. Con tên là Nguyễn Quốc Khánh, năm nay con 33 tuổi. Con với anh chị cũng như nhau thôi. À em với anh chị đi rồi 2, 3 em. Dạ. Dạ em năm nay 33 tuổi. Tên là Nguyễn Quốc Khánh. Công việc của Khánh là gì chắc tao đã đoán là nghe chắc là có liên quan đến phòng tập tạ. Dạ có đi tập thôi chứ không có liên quan phòng tập tạ. Khánh làm gì? Dạ hiện em đang kinh doanh về thức ăn, bán thức ăn chó mèo với trang trí tiệc cưới. Vậy đó hả? Mà tôi quận 6 lận hả? Dạ. Trời ơi, vậy mỗi lần mua đồ cho chó mèo mà nếu mà order từ quận 6 là bị xa. Không, cái mua đồ cho chó mèo á là shop. Còn cái này là như là cứu hộ chó mèo luôn. Dạ đúng rồi. Đâu, có thể chia sẻ chút xíu về cái công việc vậy? Cứu hộ chó mèo. Trời ơi. Không. Chị coi trên Facebook á. Ghiền coi lúc người ta cứu cứu mèo rồi cứu. Mình cũng thích luôn. Cứu hươu, cứu nai để hươu nai thì ở nước ngoài. Thì coi hết. Ở Việt Nam mình là chó mèo. Dạ bây giờ giới thiệu đi khoan. Giới thiệu tên họ, công việc. Rồi nói chút xíu về cái công việc này của hai vợ chồng. Em chào chị Hồng Vân ạ. Em chào anh Quốc Thuận. Em tên là Trần Nguyên Như và năm nay em 31 tuổi. Em thì hiện tại là cũng kinh doanh cùng với chồng là về bán thức ăn chó mèo cũng như là trang trí tiệc cưới. Nhưng mà một cái cánh tay khác nữa của em, tức là hai đứa là cùng làm bên cứu hộ chó mèo. Thì thực ra không phải là chỉ có cứu hộ chó mèo đâu, mà là cứu hộ động vật ạ. Tức là hiện tại bên em là Sài Gòn Times đang có tới hơn 450 bé lận. Thì ngoài chó mèo ra thì còn có gà, vịt, heo, thỏ, rùa. Hoặc là những bé chim cú, chim mồ câu. Rất là nhiều loại động vật nữa ạ. Rồi coi như là mình cứ tụ chúng về đó. Rồi cái nguồn kinh tế là ai, ở đâu ra để mà nuôi tụi nó? Thì tụi em thì cũng thuê một cái trạm ở bên Bình Chánh là rộng 550m² để cho mấy bé ở. Thì cứ chó thì sẽ có một khu và mèo một khu và các loại động vật khác một khu nữa. Thì một phần là kinh tế là do tụi em cứ làm ra bao nhiêu thì lo cho tụi nhỏ hết bấy nhiêu. Rồi gia đình hai bên cũng giúp rất là nhiều. Nhưng mà cũng phải kể đến là có sự giúp đỡ của các mạnh thường quân nữa. Rồi cái việc mà cứu hộ chó mèo là như thế nào? Ví dụ như con chó nó bị vấn đề gì đó hay là con mèo nó vỗ rơi thì mình biết được thì mang nó về hay sao? Dạ, thông thường thì sẽ có các bạn nhắn tin qua bay hoặc là gọi điện qua cho em. Ví dụ? Thì em bắt buộc em phải lựa ca, tại vì hiện tại là em có tới 450 đứa rồi. Thì em phải lựa những cái ca nặng và cần gấp nhất để mà tụi em có thể chạy đi đón. Em nói cụ thể hơn đi. Thí dụ như nhắn cho em nói về vấn đề gì mà đi cứu đó. Thường thì các bạn sẽ nhắn về bé chó, bé mèo đang bị tai nạn. Nhưng phần lớn là em thấy là chủ yếu là bị chủ đánh đập. Đánh đập tàn nhẫn luôn. Hoặc là đi ra đường xin ăn rồi bị những người không thích họ đánh nữa. Thì có nhiều bé gần như là thoi thóp luôn á. Thì tụi em phải chạy đi, có hôm là 2 giờ đêm tụi em vẫn phải chạy đi. Trời ơi. Mà cả hai chồng đó, hai chồng coi như chở nhau đi. Dạ, nhưng lúc đó chưa cưới. Là kiểu giống như là lúc đó thì thời gian khoảng đó lúc mới bắt đầu vô trạm thì khoảng thời gian đó là phải cũng xin phép ba mẹ dữ lắm, nói con đi cứu chó xong rồi con chạy về thôi. Ủa em hồi đó giờ có cái câu chuyện cái này xin hỏi nếu mà đưa lên dựng được còn không thôi nha. Ví dụ đó giờ có một cái trường hợp nào của một bé chó hay bé mèo, một cái bé động vật nào đó mà nó thật là thương tâm và nếu như mà mình không đến kịp thời là nó chết không? Dạ thật ra là có rất là nhiều. Đâu em kể một câu chuyện thôi. Tại vì tụi em thì chỉ có hai đứa có thể chạy được thôi, còn em có thuê thêm 5 bạn để cùng chăm sóc. Không, là anh đang hỏi có một cái trường hợp nào thì cái trường hợp thương tâm nhất mà tụi em tới nơi á thì bé chó đó bị người ta đánh rất là nặng rồi và đang thoi thóp rồi. Thì lúc mà em ẵm bé trên tay á thì em mong dữ lắm, mong là cố gắng chạy tới gần rồi bác sĩ, nhưng mà lúc đó bé tuốt ở nhà bè lận. Thì em ẵm bé trên tay và bé lúc mà bé sắp mất á, bé cắn em một cái
rồi bé nằm nằm coi như là bé ngã ra luôn, bé mất luôn. Và đợt đó là em khóc rất là nhiều luôn, tại vì em cảm giác là giống như là tại sao mình không thể tới sớm hơn, hoặc là mình có thể chạy nhanh hơn để có thể đưa bé tới bác sĩ. Khóc mà không phải là vì bị bé cắn đau, mà khóc là vì mình bất lực trong một số ca. Nhưng mà chị hỏi nè, cái giống như là khi mà mình cứu được em á thì bắt đầu mình đưa đến bác sĩ quen của mình, hay là cái bác sĩ đó là của mình luôn ở cái chỗ? Dạ, thật ra thì em thấy á, một bác sĩ là sẽ có một cái sở trường khác nhau. Thì ví dụ như ca mắt thì xưa đưa bác sĩ khác, rồi ca mà bị về ung thư hay là về xương thì sẽ một bác sĩ khác. Nên em chỉ cộng tác với khoảng tầm 5 bác sĩ mà em cảm thấy tốt nhất thôi. Thì với từng ca sẽ đưa qua từng bác sĩ phù hợp. Rồi mỗi lần như vậy là các bác sĩ lấy nhiều tiền không? Nhiều. Dạ, thật ra là cũng nhiều á, nhưng mà bác sĩ cũng hỗ trợ tụi em. Chỉ có điều ca mà nặng nhất mà em từng cũng phải tốn hơn 36 triệu. Tức là bé đó bị xe tải, bé mới sinh thôi, mới sinh con thôi, vì đi kiếm ăn mà bị xe tải cán mà kéo lê hơn 10 mét luôn. Thì bé bị rách hai bên đùi trong, rách đuôi, rồi rách tử cung, nói chung là bị rất là nặng. Dạ. Ca đó là con là em đi rước. Dạ. Lúc mà ẵm bé thì máu chảy nó từ lúc mà đón bé từ nhà bè cho tới bác sĩ bên tận Phú Nhuận luôn. Trời ơi. Rồi thôi. Dạ. Như vậy thì hồi đó hai đứa lúc mà là yêu nhau đã làm chuyện này rồi hay sao? Dạ gặp. Không ạ. À. Thôi giờ mình vô cái đó, gặp nhau nè. Đó. Em chưa đủ 18 nữa ạ, tức là khoảng một tháng em mới đủ 18 thì em có tham gia vào một công ty, thì em gặp ảnh rồi em cứ bước vô và công ty đa cấp thôi ạ. Thì ảnh đang đứng đó đang có thể bấm điện thoại, và em bước vô và em thấy cái ảnh nó chững chạc lắm, mà hồi trước em mê vai to vai rộng nữa, mặc áo vest nữa. Và không biết làm sao, hên xui làm sao mà lúc đó công ty không có nam mà chỉ có nữ thôi, nữ ở lại thôi. Nó chưa, ban đầu là đã có ấn tượng. Dạ. thích ảnh ban đầu là đã mê rồi ạ. Thế còn em thì sao? Dạ em cũng để ý vợ em, là lúc đó là tại vì có bạn dẫn vô mà không biết là sao vợ em mà vô không biết chuyện gì xảy ra mà cứ cười, từ cổng mà vô tới cái chỗ cái hội trường mà mọi người đang đứng luôn á. Xong cái em chỉ nhìn thôi, em thấy cái nụ cười đẹp quá, mẹ em đâu có dám nó ngồi lại mình nói chuyện đâu. Xong cái vô tình cái tự nhiên người bạn của bạn em dắt qua nói chuyện với em, là thế từ đó tự nhiên là hai đứa là bắt đầu có duyên và tìm hiểu nhau luôn. Dạ chưa tìm hiểu đâu ạ. Sau đó chắc cũng khoảng tầm 1-2 tuần em mới gọi là người thả thính trước. Xin số điện thoại ảnh và nhắn tin là anh có biết em là ai không, thì hai đứa mới bắt đầu ạ. Rồi á, là cái việc mà hai đứa cái vụ mà cứu hộ động vật á, là lúc đó là đã có mầm mống làm cái chuyện đó chưa? Thực ra là từ lúc quen nhau tới lúc mà tham gia vào cứu hộ là 6 năm. Tức là lúc đó, nói chung là trước đó là em đã mê chó mèo rồi, gia đình em đã dạy rồi, thì em cũng hay đi lượm chó mèo ngoài đường. Nhưng mà tham gia vào trạm là 6 năm sau. Cái trạm đó là của ai? Dạ, trước đó thì có một bạn với một chị nữa thì cùng xây dựng lên một cái trạm để giữ những bé chó mèo mà cứu được mà không thể tìm chủ. Thì sẽ để đó trong thời gian mà tìm chủ. Xong rồi em lại thấy cái bài đăng về một bé chó, bé Small là bị cắt hàm dưới, rút toàn bộ răng và cắt lỗ tai, cắt đuôi luôn. Trời ơi, ai mà ác dữ. Lúc đó bé còn bị liệt nữa nên em rất là xót và mới quyết định là qua trạm để xin nhận nuôi. Nhưng mà cái tính hai đứa em có tật là hay dọn dẹp đó. Xong rồi ba bệnh thấy không có ai chăm tụi nhỏ nhiều hết, nên hai đứa tự nhiên bàn nhau quyết định là thôi hai đứa sẽ cố gắng mỗi ngày qua dọn chăm sóc tụi nhỏ. Rồi lúc đó là thích nhau luôn. Dạ. Nhưng là tiếp cận nhau nhiều quá. Và xuất phát từ cái lòng yêu thương nó giống nhau quá. Dạ đúng rồi. Và cuối cùng cái tới với nhau luôn. Dạ thực ra thì ảnh không có mê chó mèo bằng em đâu. Em mê, em là đứa giải nhưng mà vì nhỏ. Mê em cho nên mê chó mèo. Dạ, đúng chưa? Dạ. Đó. Ủa nhưng mà công việc bồ lúc trước là hai đứa khó khăn lắm cho nên là mới đi phải đi làm, xin đi làm vào một công ty đúng không? Dạ thực ra lúc đó em hoàn cảnh em là sao? Hoàn cảnh em là sao? Mới học đại học, mới lên tới đại học thôi. Nhưng mà có khó khăn không? Dạ không. Dạ em tiểu thư mà. Tại vì em mê đi làm mà ba mẹ không cho đi làm. Nên gần như là trốn đi làm á. Còn là tiểu thư con nhà giàu. Còn em thì sao? Dạ, con em cũng là một gia đình bình thường thôi. Dạ cũng phải đi làm về cửa, cũng đi làm từng ngày thôi. Nhưng mà lúc em biết vợ em tiểu thư á, là em có bị cảm thấy là nhục chí không, có muốn cua không? Dạ đúng rồi, lúc mà bị mặc cảm không á. Lúc là lần đầu tiên mà thấy nhà vợ cũng hơi tự ti chút xíu. Xong mà nhưng mà tính cách của vợ em làm cho em phải, mình cảm thấy là mình phải tự tin lên chứ đúng tin không? Hơn là mình phải cô ấy sao mà nhà cửa khang trang vậy mà sao có không có chảnh, không có thấy
mọi người thì cô ấy cũng hòa đồng lắm, không có da dẻ lắm. Đó là cái động lực của em mà em tiến tới bây giờ. Tức là chính thức hai đứa mà yêu nhau á là bao lâu sau khi gặp? Dạ cũng là phải 2 tháng á. Cha cũng lâu rồi. Lâu quá chị ơi. Dạ, 60 ngày đó chứ đỡ hoài. Dạ, 1 tháng sau là nhắn tin nhắn ơ đồ. Dạ. Xong rồi 1 tháng sau nữa là chính thức yêu nhau. Dạ. Rồi yêu trong vòng 6 năm. Dạ, dạ. Tụi em yêu là 12. Tới năm thứ 12 mới đám cưới. Trời ơi. Thật ra là năm thứ 6, thứ 7 là tụi em đã tính đám cưới rồi. Nhưng mà đợt đó là do tụi nhỏ dọn từ chỗ cũ qua chỗ mới xa quá. Tụi nhỏ là mấy con chó mèo đúng không? Dạ. Thì tụi nhỏ bị bệnh rất là nặng nên tụi em lập dùng hết toàn bộ tiền cưới để mà chữa bệnh cho tụi nhỏ luôn. Trời ơi. Mặc dù là lúc đó đã mai cho mỗi bé là cứ mấy bé gái thì sẽ là một cái accessory và bé đực thì sẽ là một cái bộ vest. Nhưng mà quyết định là hủy đám cưới để có thể là chữa trị cho tụi nhỏ. Giờ em chỉ nói là anh ơi giờ tụi nhỏ bệnh quá. Giờ thôi lấy tiền cưới đi, có gì mình cưới sau. Thôi giờ em quyết sao nghe vậy. Bà tính bướng. Vợ bướng lắm không nói được. Mà cái chỗ thấy... của tụi em là chỉ có chó mèo hay còn dạ còn nhiều loại nữa. Nãy có nói đó gà cú dạ, rồi heo thỏ có cả khỉ nữa. Nhưng mà khi mà khỉ đã quen dần rồi thì em sẽ đưa lên một cái vườn quốc gia cho bé. Ê thí dụ nha, này kể anh hỏi này, tụi em đang đi ngoài đường nhìn thấy một cái thằng quên một cái người mà người ta chở một cái chuồng chó. Mấy đứa có giải cứu mấy con chó? Thật ra là em không đồng ý cái việc chuột chó, chuột mèo. Vì thực sự là làm như vậy sẽ làm giàu cho họ. Nhưng mà em nói tức là với những bé có duyên với em, nếu như em là người sẽ gặp cái xe đó thì em sẽ chọn cách chuột. Còn em không thì muốn là phải có duyên dạ, á. Đúng rồi. Chứ không phải lúc nào chứ không phải là mình phải vô lò mổ để chuột theo dạng là có nhiều bạn là thích chuột theo sở thích đó, tức là họ chuột nhưng mà chuột họ không chăm thì không được như vậy. Nếu anh đang nói có duyên á. Dạ, tức là nếu mà có duyên với em là em sẽ chuột về để em chăm. Ồ như vậy là 12 năm mới cưới nhau. Dạ. Đúng ra là 7 năm là đã cưới rồi. Dạ. Ủa nhưng mà sao mắc mới thì năm sau cưới luôn. Dạ, em đâu có tiền. Bà nói ta gom hết tiền ta nuôi mấy bé á. Dạ. Mà gom tới 5 năm luôn hả? Tiền dạ. Thì trời cũng phải chắc dạ. Mót đồ là như là mỗi tháng em làm ra lo cho nhỏ. À cho anh hỏi nhiều chuyện xíu. Bộ gia đình không có hỗ trợ hay sao? Lúc đó thì gia đình không cũng không có biết nhiều về tụi nhỏ đâu. Em không dám nói tại vì khi mà chắc chắn là không ai đồng ý, ba mẹ không đồng ý cái việc là con gái lo cho việc thiện nguyện mà không lo công việc của mình nhiều quá. Nên em gần như là em không cho ba mẹ biết. Sau này á, thì em mới cho ba mẹ hai bên tới gặp tụi nhỏ và thấy được cái cảnh mà từ lúc mà một bé thoi thớp hoặc là đang bị bệnh rất là nặng mà em chữa tới lúc tung tăng quậy phá thì ba mẹ rất là ủng hộ mới giúp tụi em phần đó. Dạ. Rồi 12 năm yêu nhau vậy á là cứ suôn sẻ hay là có bao giờ gây lộn rồi cãi lộn rồi đòi chia tay? Chia tay không? Em kể chị nghe coi. Dạ có. Bên nào đòi chia tay? Đây thường biết mà tôi hỏi thôi. Dạ, cũng đúng là cũng liên quan với tụi nhỏ thôi à. Nhiều lúc tụi nhỏ hư la tại vì tụi đôi lúc tại vì lúc đó là tụi em ở nhà thuê không à. Tại vì mỗi lần kiếm được một cái nhà mà cho chó với mèo vô thì rất là khó. Và rồi kiếm được chỗ thì phải sắp xếp rồi cho chỗ ngủ cho nó rất yên tâm. Rồi nhiều lúc nó quậy quá ảnh hưởng hàng xóm thì hàng xóm bán vốn. Thì tụi em là người la chính, la tụi nhỏ thì vợ em lại la em. Xong rồi không hiểu nhau rồi lại la nhau rồi cãi lộn. Rồi xong nhiều lúc giận quá anh cứ lâu ngày la tụi nhỏ hoài mà thực chất em muốn la để cho cái mọi người hàng xóm không có la nữa. Rồi xong nhiều lúc nó căng thẳng thì nhiều rồi đòi chia tay miết vậy đó hả. Có lần nào mà chia tay mà nó nặng đô lâu không? Dạ, lần chia tay nặng đô nhất là do ảnh đi lo với em cái mưa thôi ạ. Nhưng mà lần đó là chỉ có giận nha, 3 ngày thì ảnh qua ảnh năn nỉ rất nhiều. Và lần đó thì em đã gọi là gom hết tất cả quà mà ảnh tặng. Tại em nói là người Hoa là khi mà sinh nhật á, người ta sẽ ăn một cái trứng màu đỏ cho hên. Thì ảnh lúc nào anh cũng ngồi làm những cái trứng là hình thù rất là dễ thương để tặng em. Thì đợt đó giận nha, vậy là em gom quà toàn bộ, viết một lá thư rồi đem qua tới tận nhà ảnh luôn. Xong rồi mẹ ảnh đọc được và mẹ ảnh la ảnh nhiều lắm. Rồi mẹ em cũng chêm vô nữa thì hai đứa mới làm lành được. Đó là lần giận duy nhất. Nhưng mà mai có phụ huynh chứ không? Tức là dạ, đúng rồi. Em có em gái mưa. Chà, em gái mưa đó xuất hiện hồi năm nào? Canh con nhỏ đi coi mấy đứa nhỏ xong ở đây đã mưa gió. Dạ, không, cái đó là năm đầu tiên rồi ạ. Năm đầu tiên quen nhau rồi. Này có cãi lộn thì là chỉ có tụi nhỏ là tụi mấy hàng gắn rồi. Là năm đầu tiên là không có em gái mưa đúng không? Dạ. Còn mấy năm sau có em gái lác đác. Dạ không, sau đó thì ảnh sợ lắm mà tại vì em là chúa ghen á. Chỉ cần gọi điện thoại mà chỉ cần ren tới tiếng thứ hai mà không bắt máy là em giận rồi. Ủa rồi cái lần thứ hai á là lần nào? Dạ lần thứ hai, trước giờ thì em thấy chỉ có một lần duy nhất đó là chọn chia tay gọi là nặng nhất thôi. Thôi bây giờ xóa đi. Dạ đúng rồi. Còn bây giờ thì có nghĩa là nếu mà hỏi nè, ảnh có lãng mạn không?
Em thấy là ảnh thuộc dạng là không có lãng mạn miếng nào luôn á, nhưng mà ảnh có hoa tai, ảnh làm cho em những món quà rất là dễ thương. Cả cái việc là sinh nhật em thì em kỳ lắm, em không thích là đi sử dụng tiền quá nhiều, thì ảnh lại là cho em ngủ tới giờ nào ngủ, xong rồi ảnh sẽ xuống làm cái món mà em thích là món bột chiên, xong rồi ảnh lại bật đèn lên rồi nọ, thì em chỉ thấy lần đó là lãng mạn nhất thôi. Ảnh lãng mạn lắm đó nghe. Đó là những cái hành động lãng mạn đó. Em thấy duy nhất một lần thôi. Là hai đứa bây giờ là yêu nhau 12 năm rồi bắt đầu làm đám cưới. Dạ. Rồi giờ có mấy đứa con rồi? Dạ, tụi em không biết định có con ạ. Không có con. Lý do? Để dành cho. Nói coi, dạ, tại sao? Chính là em cảm thấy là đợt cũng trong khoảng thời gian mà vợ cùng vợ chăm sóc tụi nhỏ, cho em cái suy nghĩ là không biết sao lạ lắm. Em muốn là vợ em phải cực khổ thêm. Rồi thời gian chăm con, thời gian mà có bầu khoảng 9 tháng 10 ngày thì trong khoảng thời gian đó vợ gắn bó với tụi nhỏ rất là nhiều. Rồi mỗi lần vợ qua thì tụi nhỏ mừng này. Rồi vỡ xô đẩy là nó công rất là nguy hiểm, với lại một ngày nào đó ngày nào cũng vợ cũng bị áp lực, kiểu giống như là bạn ơi nhận mấy cuộc gọi là bạn ơi nhà tôi có con, tôi mới đẻ con rồi, vợ sợ ảnh hưởng là lông chó lông mèo rồi, bạn nhận giùm tôi đi, nên là cảm thấy là vợ bị chết nhiều quá. Xong rồi đợt dịch vừa rồi cũng thấy em coi chương trình cái sự về mấy người mẹ mà có bầu á, người vợ mà có bầu á, xong họ phải đánh đổi là gì chứ, giữa họ con họ với cuộc sống, cái sinh mạng của họ. Dạ, đó đúng rồi. Nên là có suy nghĩ là xong cái bộc bạch với nói ba mẹ trước. Rồi ba mẹ có nói giờ công việc của tụi con là dính với tụi nhỏ nhiều quá, rồi tụi con không có thời gian chăm con, tụi con thời gian chăm, nên là con nói mẹ là ba mẹ ơi, con quyết định là tụi con có con được không. Tại vì ba mẹ em cũng hay là cũng lớn rồi đó, cũng nói mình nói đúng cái quan điểm thì ba mẹ cũng đồng ý. Xong rồi nói có lúc đang chạy xe trên đường thì em quay qua nói nhỏ với vợ là em ơi mốt sau này cưới đừng có con được không. Có nghĩa là lúc yêu nhau sao? Là đã nói rồi đó đúng không? Dạ. Vợ cũng đồng ý suy nghĩ luôn. Mà được cái là em rất thích là không biết sao là vợ em có cái những suy nghĩ mà khác với người khác. Giống như là thôi giờ em cứ suy nghĩ là lúc nhỏ lớn lên mình sẽ giống như là cưới kiếm một người vợ nào đó, mình đi làm xong rồi cưới kiếm một người vợ nào đó hợp với mình thì mình sẽ cưới xong rồi đẻ con, cuộc sống nó cứ tiếp tục vậy. Còn vợ em là ngược lại hết. Làm em cảm thấy cái đâu ngược lại sao? Kiểu giống như là làm cái gì mình thích là mình làm thôi, chứ không cần phải cái nguyên tắc nó vậy là mình phải vậy. Phá bỏ nguyên tắc. Dạ, phá bỏ hết những nguyên tắc mà mình đặt ra trước giờ. Dạ đúng rồi. Em thấy vợ em rất đặc biệt. Dạ đúng rồi. Em có thấy chồng em đặc biệt cái điều gì không? Dạ, em thì chỉ thấy là ảnh rất là quan tâm em, ảnh là người chiều em nhất trong tất cả mọi người luôn. Thực ra ba mẹ chưa chắc gì chiều em được vậy nữa, nhưng mà ảnh chiều em lắm. Chỉ là ảnh là người, nhiều khi thấy ảnh thì nghiền vậy, nhưng mà ảnh là người đứng sau để động viên em. Chẳng hạn có những khi mà có những lần em lên chương trình á, thì cũng nói về việc sinh con, thì có nhiều bạn nói là em là đồ bất hiếu vì không sinh con nói giỏi cho gia đình. Thì cũng khóc nhiều lắm, tại vì cảm thấy là mình thương ba thương mẹ, mình lo ba mẹ nhiều vậy mà lại bị nói là bất hiếu nên buồn. Thì ảnh cũng là người đứng ra phía sau để nói cho em hiểu, để em không có buồn nữa và cố gắng để mà lo cho tụi nhỏ thôi. Và cũng có nhiều bạn nói là, có nhiều bài báo nói là em chấp nhận hy sinh là không sinh con để lo tụi nhỏ, mà thực ra là cái đó em chọn vì em thích thôi. Em nghĩ là em chọn tụi nhỏ nhiều hơn. Đúng vậy. Thực ra thì cái chuyện ở đây, cái hạnh phúc nó không, tức là giống như tụi em phá bỏ cái nguyên tắc đó. Thì nếu như mình phá bỏ mà mình cảm thấy không hạnh phúc thì là mình không nên làm. Nhưng mà rõ ràng khi mà mình phá bỏ mà mình thấy là cái mình chọn lựa nó đem lại hạnh phúc cho cả hai bên, cả chồng cả vợ, thì mình cứ việc chọn thôi. Hạnh phúc là hạnh chọn, hạnh phúc lựa chọn là lựa chọn đúng không? Chọn lựa chọn giống nhau nha chú. Trời ơi, rồi sao, rồi lấy nhau về thì hai đứa có thấy đối phương mình còn có những cái khuyết điểm mà mình cần phải chỉnh sửa không? Thật ra là em lên bao nhiêu chương trình á thì em chỉ thấy là ảnh không có stress nhiều bằng cái việc là tham gia chương trình này đâu. Vì ảnh suy nghĩ mấy đêm trời để suy nghĩ là mình nên kể xấu vợ như thế nào ạ. Tại vì ảnh thích kể xấu vợ lắm. Nên là phần này em nhường cho ảnh trước ạ. Hồi nãy lúc em nói cái câu đầu tiên á, nghĩa là ảnh lo lắng thì là anh lại suy nghĩ liền trong đầu, lo lắng chắc vợ mình mà khui cái tật xấu mình ra, đúng không? Mà đến khi em nói là lo lắng là không biết lên khui tật xấu của vợ mình ra, thì quá bất ngờ. Thôi để cho anh khui đi đâu, để thôi giờ thôi là chính vì thế là anh rất là khoái em. Thôi em khui đi. Dạ, vợ có nhiều tật xấu lắm. Tật xấu nhất là thương tụi nhỏ nhiều hơn em. Ganh đó thấy chưa. Ở chút là tụi nhỏ không biết gì, giống như là đang chơi giỡn xong nó la. Cái câu đầu tiên mà vợ em hỏi em, anh làm gì nói vậy?
trời ơi, con không biết con em biết em làm gì nó nữa. Ừ. Mà tự nhiên xong cái la ngược luôn. Không biết chuyện gì xảy ra. Anh làm gì mà nó la dữ vậy đó? Dạ. Hai là đòi em ngủ, đòi đuổi em không cho em ngủ giường mà đòi ngủ bỏ em đi ngủ ghế sofa. Bắt là, em là đuổi em đi ngủ ghế sofa. Dạ, tại vì tối tụi em ngủ với 16 con chó với hơn 50 con mèo. Trời. Ủa, là trong phòng á hả? Dạ, dạ từ phòng. Nhỏ em có hai trạm, là một trạm mình tránh rồi và một trạm là ở nhà riêng nữa. Thì cái phòng em có vậy thì thông thường là em ngủ là coi như là các bé sẽ bao quanh từ đầu tới chân luôn, bao quanh hết. Và chồng nằm một sát bên góc của bên đây. Chỉ có cái nằm... Xí xí anh hỏi nè, vậy thì không gian cái phòng ngủ của em là không gian mở đúng không? Dạ, tại vì đâu thể nằm máy lạnh được. Dạ, có máy lạnh nè. À. Phòng em thì... Nhưng mà rồi lông chó, lông mèo rồi thì sao? Ừ, tụi em thì em thấy cũng bình thường thôi. Tức là khi mà em chăm từ nhỏ thì hiếm khi mà từ nhỏ bị rụng lông á. Tại vì mình chăm kỹ á. Với lại mình phải tắm rửa sạch sẽ và cả việc sổ dung mọi chiếc người từ nhỏ đầy đủ nữa. Nên gần như là từ nhỏ nằm đầy hết giường em luôn. Rồi những lúc mà hai vợ chồng hành động thì chó mèo nó không ngủ thì sao? Dạ, không bao giờ lẽ hành động diễn được ra à? Trước mắt bọn thú cưng. Dạ, bởi vậy thường hai đứa là phải đi khách sạn. Dạ. Dạ, tốn thêm khoản tiền. Dạ. Dạ. Trong, dạ, coi như đó là buổi đi chơi của hai đứa, giống như tranh thủ nói mẹ ơi tối nay tụi con đi chơi, sẵn tụi con ngoài ngủ nha. Mẹ cũng hiểu, tại vì thôi cho ngoài đi. Biết mà mẹ biết đúng không? Dạ. Dạ. Rồi. Là 16 con chó. Dạ. Ủa rồi tụi nó ăn hạt không hả? Dạ không ạ. À. Em cho tụi mẹ các bé là ăn cơm với lại thịt gà xay cùng với rau củ. Còn nếu mà ngày lễ Tết thì mọi bé sẽ có một cái đùi gà hoặc là một cái giò heo hoặc là cái phần thưởng nào đó cho mấy bé. Ừ quá. Rồi có nghĩa là vợ là cưng thú cưng hơn cưng dạ. chồng. Rồi. Rồi sao nữa ta? Dạ bừa bộn nữa. Bừa bộn không phải bừa thôi, nuôi con quá nhiều, 450 đứa con mà. Làm sao mà gọn cho dạ nổi? Không ạ, em vừa lắm, em vừa thiệt. Con em đi dọn thấy mồ luôn. Lần nào anh cũng nói là nhà này không có anh sẽ nhưng cái chuồng heo vậy đó. Ủa, rồi bây giờ những cái vấn đề tiểu tiện đại tiện của tụi nó thì sao? Dạ, thì mèo thì dễ lắm, mèo tụi em chỉ cần để một hai cái thôi thì mỗi ngày mình sẽ dọn khoảng 3 lần. Còn chó thì các bé nó, tại vì cái phòng em sẽ có một cái sân phía ngoài thì các bé cũng đi ra ngoài, hoặc là nếu mà đi trong nhà thì tụi em cũng dọn dẹp liên tục như vậy. Rồi một ngày mà dọn vậy thôi cũng hết ngày. Dạ. Dạ đúng rồi, vấn đề dọn là riêng trong phòng là 2 tiếng đồng hồ. Là em dọn 2 tiếng đồng hồ, vợ vô xíu cái tụi nó thay là dạ, canh cho anh đi toilet cái nha, vô cái là dọn thêm 15 nửa tiếng nữa. Tại vì em biết sao, khi mà từ nhỏ gặp em thì nó bị thay não á, tức là đang bình xong cái tự nhiên nó gặp em lắm. Vô là bắt đầu quậy tưng bừng lên à. Nó cũng trời, chó nó khôn lắm, nó dạ. coi mặt đúng mặt rồi dạ, đúng nó ngộ lắm dạ. Rồi nhưng mà nè, làm người ta nói là mình làm sinh nghề tử nghiệp á dạ. Đó thì có bao giờ mà em nuôi mấy bạn ấy mà mấy bạn ấy coi như là cắn em không? Dạ cắn là chuyện bình thường ạ, nhưng mà cái vết cắn nặng nhất mà em phải khâu 36 mũi là ngay trên mặt. Đó là bé chó này rất là to và em cứu về, nhưng mà thực ra là bé rất là dữ rồi, nhiều người nhận rồi mà không thể được thì mới quyết định là đưa qua em. Và em chăm thì em thấy là bé tình cảm lắm, nhưng mà em lại dở chỗ là quên mất là bé vừa về chưa được bao lâu, chưa được một tháng nữa thì em lại ôm bé làm cho bé hoảng. Thì bé cắn ngay mặt em là rách. Và lũng dạ ngay đây là lũng vô hàm luôn. Thì đợt đó em chạy vô, em bịt mặt, em chạy vô em nói là anh ơi em bị cắn rồi. Thì ảnh cứ nghĩ là cắn bình thường tay chân thôi. Tại vì tay chân em bị cắn liên tục mà. Thì ảnh nói ừ sao rồi, có sao không để em coi. Xong rồi em dở ra thì ảnh mới hết hồn mà chở đi bệnh viện. Rồi có đuổi con chó đi không? Dạ không, mà tại vì ở trong bệnh viện bác sĩ vừa hỏi câu là em sẽ làm gì với bé chó đó. Thì em nói dạ thì em bình thường đâu có gì đâu, tại vì bị cắn quen rồi. Nhưng mà bé chó đó rất là dễ thương ở chỗ là đợt cắn em xong lại bỏ ăn 3 ngày. Chỉ vì lo hay gì đó em không biết. Nhưng mà đợi em xuất viện xong em về em nói chuyện với bé và em nói là không, chị không sao đâu. Thì bé ăn trở lại, tức là em đút đồ ăn thì bé ăn trở lại. Xong rồi là kể từ đó về sau thì bé hiền hơn và có tình cảm với em hơn. Bây giờ bé đó còn ở chỗ? Dạ vẫn còn, dạ, em vẫn chăm. Tại vì đối với những bé dạ, đối với những bé dữ như vậy thì em không tìm chủ. Em chỉ chọn những bé hiền và đẹp và khỏe thì em sẽ tìm chủ mới thôi. Trời ơi. Rồi vậy là coi như là chỉ có cái tật dạ. xấu vậy thôi, chứ còn một con người mà như vậy chị nghĩ chắc cũng khó có tật xấu lắm. Tại vì thì 450 loài mà trời chị nói thiệt với em là khủng khiếp, chứ không có đơn giản đâu. Nhà chị có mấy con thôi mà chị muốn chết với nó. Ủa rồi heo thì sao giải cứu? Dạ heo là hồi trước là khi mà em nhận á là bé bị có một bạn nuôi theo dạng là người ta nghĩ là heo kiểng, người ta nuôi xong rồi tới lúc bé lớn hơn rồi lại không cho bé ăn nữa và làm cho bé ốm cực kỳ mà ốm mà xương luôn. Dạ thấy thương luôn á, mà heo lớn rồi mà lúc đó mà mới được có khoảng 7-8 kg thôi. Xong rồi em cũng đón về và chăm xong rồi hiện tại là bé 150 kg. Thật ra là em có hai bé heo lận, một bé heo là mất rồi thì em phải bốn người rinh lên một cái xe để mà có thể đưa bé lên xe ba gác để đi thiêu.
Rồi em chọn cách là đi thiêu bé ở bên Bình Hòa, rồi sau đó là cứ lo cho bé còn lại. Mấy con thú đó mà đầu thai được vô cái trạm em chắc nó cũng tu dữ lắm đó thiệt. Rồi rồi bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Dạ nói vậy thôi chứ thôi có mong muốn gì. Không muốn gì hả? Dạ thôi cứ vậy đúng không? Cứ thấy vợ vui vẻ là được. Tại nhiều lúc cảm thấy vợ giống như là cái cục pin của em vậy đó. Trời ơi thương không? Cảm thấy vợ vui vẻ là cảm thấy em làm gì cũng được. Hai đứa này cũng đâu trên trển á, sứ giả. Định nói đó chị Mộc. Sứ giả trên trển đưa xuống á, thiệt luôn á. Mà qua chương trình này rồi còn lan tỏa hơn nữa. Thiệt luôn á. Anh nói thiệt còn lan tỏa hơn nữa. Được. Và những người mà ngày xưa có những cái comment tiêu cực về em, chắc chắn những người đó sẽ có một cái suy nghĩ khác về em và sẽ trân trọng em. Và biết đâu chừng sẽ có những comment xin lỗi em về những cái comment nó sai lệch như vậy. Rồi thôi bây giờ tới em đó, chồng em sao? Em thì thật ra là ảnh có cái tính là ảnh hơi cọc đó, nhưng mà cọc với ai chứ không cọc với em. Chỉ là mỗi lần mà giận lên thì ảnh có tật là ảnh sẽ tự làm ảnh bị thương. Và có cái tính là ảnh quá thương em đi. Cái đó em không biết gọi là tật xấu hay tốt, mà ảnh quá thương em. Và như ảnh nói là ảnh là coi em là cục pin á. Tức là khi mà em stress thì ảnh sẽ stress, khi mà em vui thì ảnh sẽ vui. Thì thật ra cái đó là em nghĩ là ảnh hơi thương em quá. Nhưng mà em vẫn không muốn ảnh thay đổi gì hết. Vì thật sự là để mà có thể chiều một cái đứa bướng và lì như em thì chắc anh phải cố gắng rất là nhiều rồi. Rồi ủa vậy nó có thật xấu gì đâu? Dạ là anh không có thật xấu gì luôn. Không có. Gần như ảnh là hoàn hảo luôn á. Dạ. Rượu bia không, thuốc lá không, nói chung là tất cả mọi thứ. Gọi là bây giờ hiện tại anh sợ em ghen tới độ mà chỉ cần một cô gái nào đó tới gần mà nói chuyện thì anh nói thôi em cứ đưa qua nói chuyện với vợ anh đi. Hai câu đó thôi, em nói chuyện với vợ anh đi. Vậy thì ảnh có bị cái trạng thái gọi là có thể gọi là lo lắng một cách thái quá không? Dạ đúng rồi, em thấy là ảnh lo lắng một cách thái quá. Ví dụ như em lỡ cầm một vũ khí gì đó. Dạ đúng rồi, em cầm một con dao, em đang gọt trái cây. Nó không để anh gọt, để anh gọt. Tại vì ủa tại em, sao? Không biết sao em đụng dao là em chảy máu thôi. Mà dạ. Em lại vẫn cứ thích làm mà anh không cho. Có nghĩa là đụng dao là không chép là bà chảy. Nấu đồ ăn không được, không cho nấu luôn. Em nấu không? Cả cái việc nấu mì. Nấu mì. Lúc trước nhớ hai đứa có còn đúng một gói mì trong nhà. Lúc đó là khoảng chăm tụi nhỏ xong là cũng đêm rồi. Xong rồi khoảng 1 giờ còn gói mì hai đứa tính là nấu lên để ăn là mì, dạ mì ly á, chắc nước mì trộn khô chắc sao lọt vô cống rồi ngồi buồn cười luôn. Dạ từ đó là em là em hậu đậu, chỉ có việc là em cảm thấy là em chú tâm vào chó mèo là nhiều nhất thôi. Chứ những việc khác là em dở cực kỳ luôn. Đặc xấu của bà là hậu đậu đó. Dạ. hậu đậu mới dễ đứt tay. Rồi mì trộn cũng rớt xuống cống thì đó. Rồi em có mong muốn chồng thay đổi điều gì không? Dạ không ạ, em không muốn ảnh thay đổi gì hết. Giữ y xì vậy. Dạ. Luôn chỉ là mong ảnh là bớt stress lại thôi ạ. Nhưng mà chắc là do là lo cho em quá nên em có nghĩ đến một lúc nào đó tuổi cao sức yếu ảnh bệnh hay một cái gì đó thì ai sẽ là người lo cho em? Dạ đúng rồi, thật sự là em lo phần đó lắm, tại vì ảnh lo cho em từng chút một, giống như gọi là gần như là cha lo cho con luôn á. Lúc đó như thế nào? Em có nghĩ tới cái viễn cảnh đó không? Dạ có chứ, hồi trước thì em có từng nghĩ và ảnh cũng từng nói là sau này ví dụ mà mình hai đứa mình già rồi á thì anh không biết là anh muốn anh đi trước hay em đi trước nữa, vì thật sự là anh đi trước anh lo cho em lắm. Không, thật sự là như vậy nè. Trong cuộc sống thì là hai đứa bây giờ còn trẻ lắm. Đừng có nghĩ gì đến những cái chuyện vớ va vớ vẩn đó. Cái đó là nói nghiêm túc. Bởi vì em phá cái nguyên tắc, tức là nó cũng rất là hợp lý đối với hoàn cảnh của tụi em. Tại vì đâu phải cứ có con là sau này nhờ được con đâu. Nhiều khi con mình lớn tuổi già rồi con nó có cuộc sống riêng. Thì cũng là con chăm, 10 đứa con chăm cha không bằng bà chăm ông và ngược lại. Thành ra là cứ enjoy với cái cuộc sống bây giờ. Miễn là tụi em thấy tụi em hạnh phúc là được rồi. Không cần, còn đừng bao giờ nghĩ chuyện là trời ơi sau này anh bệnh thì sao, anh bệnh thì sao. Đừng nghĩ cái chuyện mẹ đó, thì mất công cũng, lắm. Ba mẹ em cũng lo, tại ba mẹ anh thì chấp nhận việc không có cháu từ em rồi. Nhưng mà ba mẹ em thì vẫn chưa chấp nhận lắm. Thì ba mẹ em chỉ lo là sau này hai đứa già thì không ai chăm thôi. Chỉ là em nói là lúc hai đứa già thì hai đứa vào viện dưỡng lão. Thì hai đứa tự chăm cho nhau. Thật ra tự chăm cho nhau hoặc chứ... là ở cùng những ông cụ bà cụ quen tuổi mình nói chuyện với nhau cũng rất là vui. Tại vì càng ngày em thấy đọc báo đọc chí đó, em mới nói là cái thời điểm này bây giờ để mình đẻ con, mình nuôi con rồi là mình chỉ mong là sau này có con đỡ đần, không có đâu, bỏ cái tư tưởng đó đi. Dạ đúng rồi. Thật sự mà nói là như vậy. Rồi. Thôi, cảm ơn hai đứa. Với cặp đôi này, trước khi tạm biệt thì anh xin được bày tỏ một lòng ngưỡng mộ đến cho hai vợ chồng em nha. Và anh rất mong muốn có một dịp nào đó anh sẽ đến tham quan cái trạm đầy yêu thương của hai vợ chồng em. Đó. Và anh cũng là một trong những người rất là yêu quý thú cưng. Thì chắc có lẽ là khỏi cửa thăm nhà sẽ đến vợ chồng một em. Và anh rất mong muốn rằng là chương trình
sẽ tạo điều kiện để thì kết nối đó. Cái chuyến đi đó phải 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 chương và anh nhất quyết phải đi. Chương trình không đi anh cũng đi luôn. Trời ơi. Ok. Dạ, rồi. Cảm ơn anh.